Xin chào, năm 2024 đã đến, chúng ta sẽ chào đón một năm Giáp Thìn. Năm nay là năm thuộc phú đăng hỏa, tức là nửa của ngọn đèn hoa đăng. Nó tượng trưng cho ánh sáng và sự ấm áp, mang lại sự may mắn và niềm tin hạnh phúc cho bạn vật. Cũng nhân dịp này, tôi xin phép được gửi lời chúc tới toàn thể anh chị em trong ENG một năm mới sức khỏe, nhiều tài lộc, hạnh phúc. Chúc ENG của chúng ta ngày càng phát triển. Happy New Year, xin chân thành cảm ơn. Chúc anh chị em một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc,